Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại về thêm một lô sen đá siêu to nha các bạn. Đợt này mình về cả sen đài và sen cành nhiều màu sắc rất là đẹp luôn các bạn, đủ loại luôn nha. Các bạn nhìn sơ qua thấy màu sắc đang rất là đẹp luôn, nhiều loại khác nhau nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ quay những cái cây sen cành trước cho các bạn xem nha. Đó, bên đây là một bụi đầu tiên là đá cam nha các bạn. Hiện tại những cái cây sen cành to như thế này thì mình đang bán đồng giá là 220 nha các bạn, 220 một bụi. Đó, các bạn thấy nó lố chậu rồi nè, bụi rất là nhiều đầu luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn đó, đang lên màu cũng là mát rồi đó. Đó, còn bên đây là một số bụi nó sẽ mix nhiều loại với nhau, ví dụ là hồng mập nè, đá cam nè, bên dưới đây là đá nâu nè các bạn. Nó sẽ có bụi một loại và có bụi mix nhiều cây như thế này nha các bạn. Đó, này, cây bụi này thì mình bán đồng giá là 220 hết. Ở bên đây là một bụi mix giữa đá nâu, đá cam và chuỗi ngọc đứng loại mới nè. Đó, còn bà thích chuỗi ngọc đứng mới mà riêng một chậu như thế này thì cũng có luôn nha. Đó, 220 một chậu. Các bạn lưu ý là những cái loại mà sen đá dạng cành như thế này thì vận chuyển nó sẽ có khả năng bị rụng lá nha các bạn, nên là các bạn chú ý điều này, không thể nào mà đảm bảo 100% là nó không rụng lá nào khi vận chuyển đâu nha. Đó, mấy cái loại sen cành này thì các bạn chú ý một điều là như vậy. Đó, bên đây là một bụi có hồng mập này, đá nâu nè, bên đây là có đá cam giống mới nè, và đây là đá cam bình thường nè. Bụi này mix 4 loại nha các bạn. Bên đây là một bụi mai đỏ nha các bạn. Mình thì hay gọi là sen đá xanh. Đó, nhưng mà tên chính xác của nó thì mọi người hay gọi là mai đỏ. Cây này lên màu đỏ rất là đẹp này, hiện tại thì chưa lên màu. Đó, nhưng mà các bạn nhìn cái màu xanh như thế này cũng đã rất là đã rồi, rất là mướt rồi. Đó, mai đỏ 220 chậu. Còn một số loại khác ở bên mẻ bên kia, lát nữa mình quay một vòng rồi mình sẽ quay tiếp phía bên đó với các bạn nha. Còn một vài loại nữa như là đá đỏ rồi thạch ngọc Mỹ rồi hồng mập mà riêng chậu á, lát nữa mình sẽ quay qua. Còn mẻ bên này thì đa số là những chậu mà nó mix nhiều cây với nhau đó, các bạn thích chơi chậu mix nhiều cây hoặc là chậu một cây thì cũng được đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay qua sen đài nha các bạn, những loại sen đài rất là to và đẹp ở đây, chậu rất là bự luôn nha các bạn. Ở đây một cây lola tím này các bạn. Đó, cây này lola tím nha, đang rất là to luôn á, cái tầng lá nó cũng dày nha các bạn. Đó, các bạn nhìn xung quanh này, nó tầng lá dày nha, cây to tầng lá dày, phấn nó cũng đều luôn các bạn. Sen đài thì nó sẽ rẻ hơn sen cành một xíu nha các bạn. Sen cành thì 220, còn sen đài thì 200 thôi nha. Đây một cây pha lê các bạn. Đợt này như về có quan sát xung quanh thì thấy có một cây pha lê thôi nha. Có một chậu pha lê rất là to luôn. Bên đây là một chậu sen đá mận đỏ nha các bạn. Cái mận này thì nó mới hồng hồng sơ sơ, còn lên màu đỏ đẹp nha các bạn. Nó gọi là mận đỏ mà. Đây là lên màu đỏ rất là đã luôn. Hiện tại thì màu nó đang chưa lên nhiều lắm, nhưng mà nó nhiều đầu nha, đẻ nhiều con nè. Nó có nhiều con xung quanh đấy. Rồi tiếp theo một cây viền lửa nha các bạn. Viền lửa hay gọi ách lửa. Cây này rất là đẹp luôn này. Đó, các bạn thấy là cái form lá rất là cao, tầng lá dày nè, màu lên cũng đẹp nữa, đang lên đỏ rất là đã luôn nha. Hình như liền viền lửa đợt này mình có 2 bậc cây rồi các bạn. Bên đây cũng có một cây mận rất là to luôn này. Cây mận này là cái cây nó sai bằng miệng chậu luôn rồi, và nó cũng có đẻ con phía bên dưới nha. Một cây mận đỏ. Rồi tiếp theo là có một cây viền đỏ nha các bạn. Viền đỏ này lá cũng mập này các bạn, to đẹp mập. Đó, cây này phải hơn 20 cm đó các bạn, 20 mấy cm á. Để các bạn dễ hình dung kích thước. Bên đây là có một cây mà mình hay gọi nó là viền cam, chứ cũng không biết chính xác là nó tên gì nha các bạn. Đó, bữa nay nó la nhiều loại á. Cây này thì mình hay gọi là viền cam thôi. Một bụi rất là nhiều đầu luôn.
Đó, các bạn thấy xung quanh là nhiều đầu này, và cây nó cũng đang rất là mướt mát luôn nha, to nữa. Đó, mình cầm lên rất là nặng đấy, nặng tay lắm, đẹp lắm nha các bạn. Bụi một gốc đó, hầu như là mấy cái chậu ở đây là đều là một gốc hết nha. Mấy cây mà bụi nhiều đầu là nó một gốc. Có một cây viền lửa này, viền lửa đợt này là bao đẹp luôn. Rồi bên đây là một cây cũng giống như là cái cây viền cam lúc nãy nè các bạn. Đó, nhưng mà nó màu xanh nha, ba đầu rất là to, và có một cây con cái nhỏ gì đây, một bụi ba đầu. Mấy cây một gốc này là về trồng sau này thành thụ là rất là đẹp nha các bạn, như một bó hồng luôn á. Bên đây là tương tự cũng vậy nè, cây bên này thì một đầu bự và nó nhiều cây nhỏ xung quanh. Đó, còn cây bên này là ba đầu nha. Đó, dành cho các bạn thích nha, những cái kiểu lá khác nhau, những cái form khác nhau. Nó form một đầu to hoặc là form ba đầu đều nhau nè. Đó, tùy theo sở thích mọi người nha các bạn. Ở bên đây có thêm một cây pha lê nè các bạn, có hai cây pha lê nha. Không biết lát nữa có lòi ra cây nào được không. Đây một cây viền đỏ rất là to, lỗ chậu nha các bạn. Rất là to luôn á. Rồi đây là đế vương xám nha. Một cây đế vương xám. Cây này thì có thể lên được màu hồng hồng nha các bạn. Đó, cây bên đây lên màu hồng này. Đúng không? Những cây đế vương đó thì nó sẽ lên màu tùy thời tiết nha các bạn. Đó. Bình thường thì nó màu hơi nhạt nhạt như thế này, còn khi lên màu thì sẽ lên màu hồng nhiều hơn. Mỗi cây là sẽ lên màu khác nhau. Mặc dù nó là cùng một loại nhưng mà sẽ màu nó sẽ khác nhau một xíu. Rồi đây mình có một cây hồng bẹt nha các bạn. Sen đá hồng bẹt. Cây này thì nó gần giống như là hồng điệu á, nhưng mà lá nó dẹp hơn nha các bạn. Lá nó dẹp hơn và nó bè hơn. Lá hồng điệu thì nó hơi quăng, còn lá hồng bẹt thì không có quăng và nó to hơn và nó bè ra nha. Hồng bẹt 200.000 một cây. Tiếp theo là mình có sen Nhật nha các bạn. Sen Nhật rất là to luôn. Sen Nhật là thuộc loại sen xịn mà bữa nay nó cũng thành gần như là phổ thông rồi các bạn. Cây này thì lên màu hồng rất là đẹp này. Hiện tại thì đang màu bình thường nha. Thường sen Nhật thì có màu xanh như thế này. Còn lên màu thì sẽ lên màu viền hồng và đỏ cũng rất là đẹp đấy. Thì sen Nhật thì lô này mình có hai cây nha các bạn. Đó, một cây, đây một cây. Đây là xanh lửa nha. Cây sen đá xanh lửa. Cây này lên viền đỏ hết nha các bạn. Lá nó sẽ thon hơn là cái cây viền lửa. Lá nó nhỏ hơn. Đó, còn cây viền lửa thì lá nó bè to hơn nha các bạn. Xanh lửa thì lá nó nhỏ hơn. Rồi tiếp theo là mình có một cây Gibalai nha các bạn. Gibalai rất là to. Đợt này là có đúng một cây Gibalai đấy. Rất là to nha. Nhìn nè, các bạn nhìn là thấy là cái form nó rất là đẹp luôn đấy. Tầng lá cũng dày nha các bạn. Một cây duy nhất Gibalai. Còn đây là một cây viền đỏ nhưng mà cái kiểu sẽ là đục những lá nhẹ nha các bạn. Và các bạn thấy là trên lá nó sẽ có những cái sọc sọc như thế này. Và lá nó sẽ có lá to, lá nhỏ này các bạn. Đó, lá nó không có đều như là cái cây lúc đầu mình quay. Cây này nó đục những lá một xíu nên là lá nó sẽ hơi sần sần nha các bạn. Một cây viền lửa đục những lá nhẹ. Màu thì cũng rất là đẹp rồi. Rồi đây là mình có một cây bánh bông lan nha các bạn. Bánh bông lan thì các bạn cũng biết rồi. Cây sẽ lên màu hồng đỏ rất là đẹp. Đó, cây này cũng rất là to rồi. Chỉ cần còn trồng và đợi lên màu nữa là coi như là bao phê. Rồi bên đây là một cây đế vương này các bạn. Đó, cây sen xịn nè. Đế vương là dòng sen xịn đó, mà bữa nay nó ra tới hàng đại to như thế này thì không có nhiều đâu các bạn. Có một cây duy nhất ở trong cái lô lần này thôi nha. Đó, các bạn thấy là cái lá này như cái vuốt rất là nhọn nha. Lên màu ở những phần vuốt như thế này. Có một cây duy nhất nha các bạn, 200.000. Còn bên đây mình có một bụi viền đỏ và nhiều cây con các bạn.
cái mấy cái cây này mình quay là nó một đầu to đó, ví dụ như cái cây bên đây là một đầu to này, mình quay lúc nãy á. Rồi cái cây bên này thì sẽ nhiều đầu nhỏ xung quanh nha các bạn, một đầu to và nhiều đầu nhỏ, trồng sau này sẽ thành thụ một gốc và nhiều đầu nha. Viền đỏ 200.000. Bên đây một cây mận rất là to này, nó sen đá mận, cây này hai đầu to và một đầu nhỏ nha các bạn. Đó, nó có nhiều thể khác nhau, bạn nào thích cái thể nào thì có thể chơi theo sở thích của mình. Rồi đây là một bụi bánh bông lan cũng vậy nè, cây này là bánh bông lan và có rất là nhiều con xung quanh, một đầu to và nhiều con xung quanh nha các bạn. Dáng của nó đây 200.000 chậu. Những cái chậu như là bánh bông lan này trồng sau này thành thụ và nó lên màu hồng nữa là coi như là cực đã luôn nha các bạn. Mặc dù nó là sen phổ thông thôi nhưng mà mình trồng thuần lại cái nó lên màu và nó ra cái thân thụ nữa là coi như là quá là đã luôn. Mấy cây đẻ xám cũng rất là to nha, to lắm các bạn. Rồi tiếp theo là mình có liên đài tím, một chậu liên đài tím nha các bạn. Form lá cũng rất là đẹp nè, form cúp lại nè, cây cũng rất là to. Hiện tại thì đang lên màu sơ sơ thôi các bạn, chưa có nhiều màu. Cây này trồng nhiều nắng thì nó có thể lên màu tím rất là đẹp nè. Hiện tại thì màu nó chưa lên hết đâu. Đó, các bạn tùy theo cái chỗ nắng của các bạn như thế nào và nó sẽ lên màu theo như cái khí hậu của các bạn nha. Rồi đây mình có một cây ngọc trinh nè, đợt này mình cũng có một cây ngọc trinh duy nhất thôi. Chậu to lỗ chậu nè các bạn, cái lá nó chìa ra ngoài khỏi cái thành chậu rồi các bạn có thể thấy. 200.000 chậu nha. Bên đây là có một chậu bánh bông lan, nó cũng bánh trung thu nha. Trung thu đợt này như có 3 chậu á, mình quay nãy giờ. Thêm một cây lô la tím này các bạn, cây này lên màu nhiều hơn cây lúc nãy nè. Đó, form lá nha. Lô la tím mình có hai cây, một cây lúc nãy với một cây đây, hai cây nha các bạn. Rồi đó là sơ qua những cây sen đá dạng đài nha các bạn. Sen đá đài thì 200.000 một cây, đồng giá luôn, các bạn lấy cây nào cũng được. Rất là to nha các bạn, để trồng được một cái cây mà đài mà lên to như thế này rồi không biết bao nhiêu năm luôn đấy. Đó, nên là các bạn tranh thủ hốt những cái cây theo ý thích của mình chứ không là hết đấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ quay tiếp một số cái bụi đá này nha các bạn. Bụi to 2.2. Đây là hồng mập này. Đó, bụi này là toàn hồng mập, hồng mập không nha các bạn. Đang lên màu cũng đã nữa. Đó, hầu như những cái cây đá này đều là lên màu rất là đẹp hết rồi. Đó, quay giới thiệu mẫu cho các bạn thôi. Đây là đá nâu này các bạn. Đá nâu bụi nha. Đợt trước hình như trong video trước mình quay mấy cây to này có một bụi đá nâu to mà bao nhiêu bạn tranh mua cái loại này mà có một bụi. Đợt này về thì có hai bụi riêng biệt như thế này nha các bạn. Hai bụi to đấy. Nhưng mà loại này là vận chuyển là dễ rụng lá này, chủ yếu là các bạn về dưỡng lại nhưng mà nó cũng dễ ra lá mới nữa. Nó rụng chỗ nào là nó ra cành chỗ đó nha. Cái loại này được cái là dễ sòng, trồng và dễ sống như vậy, cứ rụng lá chỗ nào là ra cành chỗ đó. Rồi bên đây một số cây mít mập này, đá cam giống mới này, đá cam này, đây là đá nâu này. Đó thì những cái cây mít thì nó cũng trong những loại này và nó mít với nhau thôi. Bên đây là có một bụi đá đỏ này, kỳ này thì có một bụi đá đỏ thôi nha, rất là to luôn, một bụi duy nhất đá đỏ. Cuối cùng là mình có một bụi thạch ngọc Mỹ nha các bạn, một bụi duy nhất nha các bạn. Các bạn nào sang tới đây là hút cây thạch ngọc Mỹ này là bao phê luôn nè. Lá rất là mập, rất là đã, rất là nhiều đầu, đang lên màu nhẹ luôn nha. Cây thạch ngọc Mỹ này còn lên màu cam đỏ nữa. Cây này các bạn tưởng tượng lên màu mấy cái đầu này là nó bóng lên và lên màu cam đỏ hết thì nó đẹp cỡ nào rồi đó. Có một cây duy nhất nha các bạn, 220. Rồi trong video này thì mình quay về các loại sen to gồm có sen đài và sen cành như thế này nha các bạn. Nếu các bạn thích cây nào thì cứ tranh thủ inbox cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau. Xin chào.